kết sắt Hòa Phát chống cháy KS110K2C1. Đây là một mẫu kết sắt bán chạy nhất cho gia đình, công ty và văn phòng. Kết sắt được bảo mật bằng 3 cấp bảo vệ. Khóa mã xoay cơ có thể đổi được mã số và hai ổ khóa chìa. Đó. Kết muốn mở phải đảm bảo 3 điều kiện là hai chìa cùng mở và khóa mã cùng mở thì mình có thể mở được kết sắt. Về màu sắc thì kết được thân là màu xanh và cánh thì màu xanh vàng. Nội thất được chia làm 3 ngăn. Đó. Một ngăn kéo có khóa bên dưới và hai khoang rộng bên trên thì có thể cái đợt này có thể di chuyển xuống dưới được. Về cấu tạo thì được cái cánh cửa két thì được cấu tạo là hèm tam cấp. Chống két có thể chịu được chống bắt lửa vào két và có thể bảo vệ tài sản không bị cháy lổ. Một điểm nữa là đây là mẫu két sắt đóng mở tự động. Đóng vào thì két sắt tự động cửa tự động sập. Đó. Một sản phẩm chính hãng của Hòa Phát thì cũng là có cái tem chống hàng giả ở bên sườn bên trái. Đó. Đây là đặc điểm nổi bật của Hòa Phát, đây là tem chống cháy. Về hình thức thì đây là một két sắt có hình thức đẹp. Đó. An toàn, bảo mật cao và thường được sử dụng cho gia đình và văn phòng công ty để giấy tờ tài liệu thoải mái. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đây là một video mà giúp các bạn là mua được két sắt Hòa Phát chính hãng. Đó. Cho đời sống tốt và phù hợp cho gia đình và công ty.